Ba của con có quan niệm cha mẹ là Phật sống và nhất tu nhà, nhì tu chợ, thứ ba mới tu chùa. Không những vậy, ba con còn nói rằng Phật tại nơi tâm, rồi bảo là ba là người đưa cái đạo vào gia đình con, xong bắt đầu chê trách hay gì đó. Đoạn này con không rõ, vì lúc này con thường bỏ đi không nghe nữa. Chúc mừng. Con biết là mình hiện tại không thể thay đổi được ba con, nhưng con cần làm gì để không nổi sân khi nghe những lời ấy? Thì quý vị đang cứ tiếp tục làm cái chuyện mình đang làm, tức là mình tránh đi. Có những chuyện thì mình để tránh mình tâm sân thì mình cứ tránh đi, không sao hết trơn. Còn khi nào mà mình nổi sân thì mình nhìn lại cái cảm thọ nơi tâm của mình, nhìn nó và buông cái cảm thọ đó, buông thì từ từ nó sẽ dịu, nó lắng và nó sẽ đi.